kiểu tông nam Hàn Quốc năm 2020 ngắn đẹp được yêu thích nhất hiện nay. Tông nam Hàn Quốc là cái tên quen thuộc với bao thế hệ nam giới Việt Nam. Cho đến nay thì những kiểu tóc xứ Hàn này vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Trong một thời đại mà vô số những kiểu tóc nam đẹp hiện đại phương Tây đang xâm thực, thì bên cạnh đó, những mẫu tóc nam châu Á cũng ngày một lên ngôi. Không chỉ những kiểu tóc nam Hàn Quốc đẹp năm 2020 cổ điển, mà còn cả những sáng tạo, những biến tấu mới luôn được cập nhật. Và trong video hôm nay thì Blog New sẽ giúp anh em điểm lại một số cái tên nổi bật trong danh sách những kiểu tóc nam Hàn Quốc năm 2020 ngắn đẹp được yêu thích nhất hiện nay nha. 1. Tóc nam Hàn Quốc ngắn. Hàn Quốc là quốc gia có nhiều trào lưu mới cũng như phong cách thời trang được nhiều bạn trẻ châu Á đón nhận. Trong đó, kiểu tóc ngắn nam Hàn Quốc được nhiều ngôi sao lăng xê, tạo cơn sốt mạnh mẽ. Và chính vì thế, kiểu tóc này đã có mặt trong danh sách những kiểu tóc nam Hàn Quốc năm 2020 ngắn đẹp được yêu thích nhất hiện nay. Kiểu tóc ngắn Hàn Quốc có nhiều kiểu biến tấu phù hợp với sở thích cũng như gương mặt của bạn nam. Với kiểu tóc này thì bạn có thể cắt tạo kiểu như là undercut, layer hay là làm xoăn nhẹ, khá độc đáo, phù hợp với mọi khuôn mặt nhưng vẫn tôn lên được nét cá tính của người sở hữu. Nếu bạn là một fan cuồng K-pop thì không nên bỏ qua những kiểu tóc nam ngắn Hàn Quốc năm 2020 đang gây sốt hiện nay như thế này nha. 2. Tóc nam Hàn Quốc hai mái. Kiểu tóc nam Hàn Quốc hai mái khá được ưa chuộng năm 2020 bởi những ưu điểm nổi bật của nó. Kiểu tóc nam ngắn đẹp này được nhiều hot boy Hàn Quốc nhiệt tình lăng xê, tạo ra cơn sóng trong cộng đồng giới trẻ. Ưu điểm nổi bật của kiểu tóc nam Hàn Quốc hai mái này là được cắt ngắn ở hai bên và phần mái được để dài, rẽ ngôi hai bên, trông khá hiện đại. Kiểu tóc này khá phù hợp với mọi gương mặt, đặc biệt là những chàng trai sở hữu mặt tròn bầu bĩnh. Kiểu tóc nam Hàn Quốc ngắn đẹp hai mái này sẽ giúp cân đối gương mặt và che đi khuyết điểm một cách hoàn hảo. Chỉ cần màu nhuộm phù hợp là bạn sẽ thêm trẻ trung và tỏa sáng. 3. Tóc nam Hàn Quốc mái ngố. Bạn sở hữu vẻ đẹp trai và nam tính đang cần tìm kiểu tóc gây ấn tượng khi xuất hiện, thì kiểu tóc nam Hàn Quốc mái ngố chính là sự lựa chọn hoàn hảo để làm nổi bật gương mặt của bạn. Với đặc điểm được cắt ngắn hai bên và phần mái được cắt bằng, tạo nên nét trẻ trung và chút ngây thơ cho chàng trai sở hữu. Kiểu tóc Hàn Quốc ngắn đẹp năm 2020 này sẽ giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Chỉ cần ăn vận bảnh bao cùng chút gel tạo kiểu, bạn sẽ trở nên lãng tử và lịch lãm giống như những ngôi sao Hàn Quốc. 4. Tóc nam Hàn Quốc 73. Kiểu tóc nam Hàn Quốc 73 nhanh chóng tạo thành cơn sốt và lan rộng bởi phong cách vô cùng nam tính mạnh mẽ. Kiểu tóc nam Hàn Quốc này khá thông dụng và dễ dàng chăm sóc. Với đặc điểm cắt ngắn hai bên phần mái, chia theo tỷ lệ 73, tạo nên nét hài hòa cân đối cho gương mặt. Tùy theo sở thích mỗi người mà bạn có thể thay đổi theo nhiều phiên bản khác nhau để phù hợp với sở thích và cá tính của từng người. Sở hữu kiểu tóc nam Hàn Quốc 73 sẽ giúp bạn trở nên phong cách và nam tính hơn. Để tô điểm cho mái tóc thì bạn có thể kết hợp các màu nhuộm thời trang như là nâu sáng, nâu lạnh hay là màu bạc. 5. Tóc nam Hàn Quốc cho mặt tròn. Kiểu tóc nam Hàn Quốc năm 2020 ngắn đẹp được yêu thích nhất hiện nay. Tiếp theo mà Blog New muốn chia sẻ với các anh chàng là tóc nam Hàn Quốc cho mặt tròn. Có thể nói kiểu tóc nam Hàn Quốc phù hợp với mặt tròn sẽ tạo nên sức hút ấn tượng và mạnh mẽ với những người xung quanh. Những bạn nam sở hữu mặt tròn có nhiều sự lựa chọn đa dạng để phù hợp với sở thích và tính cách của mình. Bạn có thể lựa chọn các kiểu tạo kiểu như là xoăn nhẹ, undercut hay layer với tạo kiểu giúp cân đối hài hòa gương mặt và che đi khuyết điểm một cách hoàn hảo để mặt thêm cân đối và thon thả hơn. 6. Tóc nam Hàn Quốc dài. Tóc nam dài mang đến cho bạn vẻ đẹp ấn tượng mới lạ so với các kiểu nam bình thường. Kiểu tóc nam Hàn Quốc dài có đặc điểm là để dài và được tạo nhiều kiểu khác nhau phù hợp với sở thích và cá tính. Bạn có thể lựa chọn đa dạng phong cách các kiểu tóc nam Hàn Quốc dài như tóc men bun, top knot, tóc nam dài buộc đuôi gà, làm xoăn nhẹ hay rẽ ngôi, cực ngầu và ấn tượng. Hầu như với tạo kiểu tóc nam dài đều thể hiện vẻ đẹp cá tính, đậm chất nghệ sĩ, phù hợp với mọi gương mặt. 7. Tóc nam Hàn Quốc xoăn. Tóc xoăn nam Hàn Quốc cũng đa dạng không kém gì so với tóc xoăn nữ và được nhiều chàng trai yêu thích lựa chọn. Kiểu tóc này chứa nhiều ưu điểm nổi bật như tạo phong cách thời trang lãng tử, nam tính, rất dễ tạo kiểu với các loại sản phẩm làm đẹp, hơn nữa còn giúp bạn an gian tuổi tác khéo léo. Tóc xoăn cho nam có nhiều mẫu đa dạng, bạn có thể lựa chọn như là xoăn rẽ ngôi, xoăn uốn phòng hay là xoăn undercut, phù hợp với mọi gương mặt và dễ dàng phối đồ với nhiều phong cách để bạn có diện mạo cực cool ngầu. Dù trải qua nhiều thời gian thăng trầm, nhưng kiểu tóc nam Hàn Quốc xoăn này đến nay vẫn rất đa dạng phong phú và luôn tạo được sức hấp dẫn riêng với nữ giới. 8. Tóc nam Hàn Quốc cho mặt dài. Bạn đang sở hữu khuôn mặt dài và muốn lựa chọn kiểu tóc phù hợp nhất,
thì với sự phát triển của xu hướng thời trang tóc hiện nay, bạn có thể đa dạng lựa chọn nhiều mẫu tóc yêu thích phù hợp với gương mặt của mình mà vẫn mang đến diện mạo mới mẻ, trẻ trung và đầy thu hút. Một số kiểu tóc nam Hàn Quốc cho mặt dài mà bạn có thể lựa chọn như undercut, tóc nam xoăn nhẹ, tóc nam quýp, tóc nam dập xù hay layer. Mỗi tạo kiểu khác nhau thì đều mang đến cho bạn diện mạo mới lạ, trẻ trung. Thêm chút màu nhuộm hợp thời trang thì bạn sẽ trở nên thực sự ấn tượng và đẳng cấp. 9. Tóc nam Hàn Quốc húi cua. Tóc nam Hàn Quốc húi cua tuy xuất hiện đã lâu nhưng đến hiện tại thì chưa bao giờ hết hot và chắc chắn không thể nằm ngoài danh sách top kiểu tóc nam Hàn Quốc năm 2020 ngắn đẹp được yêu thích nhất hiện nay được. Kiểu tóc nam Hàn Quốc này được cắt ngắn và tạo kiểu phù hợp với mọi gương mặt. Tóc húi cua mang trong mình phong cách đơn giản, không rườm rà và cực kỳ dễ dàng chăm sóc. Anh em có thể lựa chọn các đường cắt cao, trung bình hoặc thấp để vẻ ngoài sắc sảo và nam tính hơn. 10. Tóc nam Hàn Quốc layer. Tóc nam Hàn Quốc layer là một trong những kiểu tóc được ưa chuộng tại châu Á và cả Việt Nam. Kiểu tóc này có đặc điểm được cắt ngắn, những lọn tóc được tạo kiểu, những lớp tóc được xếp thành tầng lớp gọn gàng, giúp làm cân đối hài hòa gương mặt. Kiểu tóc này khá dễ dàng chăm sóc và tạo kiểu nên rất được các bạn nam ưu ái. Chỉ cần vuốt chút gel và ăn mặc bảnh bao là bạn sẽ cực kỳ điển trai khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. 11. Tóc nam Hàn Quốc mặt vuông. Phía trên thì Blog New đã đề cập đến những kiểu tóc nam Hàn Quốc đẹp cho mặt tròn rồi. Thì vậy thì những anh chàng có mặt vuông hơi góc cạnh một chút thì để kiểu tóc nam Hàn Quốc nào sẽ là phù hợp nhất? Thì Blog New xin chia sẻ luôn nha. Tóc nam Hàn Quốc cho mặt vuông có khá nhiều kiểu để các bạn lựa chọn để giúp làm nổi bật và cân đối gương mặt trở nên hài hòa hơn. Khuôn mặt vuông với đặc điểm có phần trán nhô ra, tỷ lệ chiều dài và rộng gần như bằng nhau thì bạn nên lựa chọn cho mình kiểu tóc nam phù hợp như là undercut, vuốt dựng, tóc quýp, tóc dài búi hay là tóc xoăn nhẹ, giúp che khuyết điểm một cách hoàn hảo, làm khuôn mặt bạn trông cân đối và đẹp mắt hơn. Những kiểu tóc trên sẽ làm cho bạn tốt lên được vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ của đàn ông. Chỉ cần ăn mặc gọn gàng và thêm chút gel vuốt tóc là bạn sẽ thêm điển trai, lịch lãm, cuốn hút mọi ánh nhìn. 12. Tóc nam Hàn Quốc đầu nấm. Được mô phỏng dựa trên hình dạng những cây nấm, kiểu tóc nam đầu nấm mang lại cho bạn vẻ mới lạ, trẻ trung. Với đặc điểm được cắt khá đơn giản và tạo kiểu bởi đường cắt ngắn xung quanh, kết hợp phần tóc dài trên đỉnh mang đến cho bạn diện mạo trẻ trung, sành điệu. Kiểu tóc nam đầu nấm mang lại vẻ đẹp tự nhiên gọn gàng, những tầng lớp cắt tỉa được xếp ngay ngắn gọn gàng, khiến bạn thêm điển trai, làm bao cô gái phải đốn tim ngay từ cái nhìn đầu tiên. 13. Tóc nam Hàn Quốc lãng tử. Một kiểu tóc nam Hàn Quốc ngắn đẹp được yêu thích năm 2020 tiếp theo mà các anh chàng nên thử lựa chọn, đó là tóc nam Hàn Quốc lãng tử. Kiểu tóc nam Hàn Quốc lãng tử này tuy xuất hiện đã lâu, nhưng đến hiện nay nó vẫn chưa bao giờ hết hot. Kiểu tóc này có tạo kiểu gọn gàng với phần mái được làm xoăn nhẹ nhàng, rủ xuống ôm lấy gương mặt nhằm che đi những khuyết điểm một cách hoàn hảo. Kiểu tóc nam Hàn Quốc lãng tử này vừa dễ chăm sóc mà lại khiến bạn trông trẻ trung, sành điệu, phong cách hơn. Thêm chút màu nhuộm sáng thì bạn sẽ thêm cuốn hút nam tính, đốn tìm mọi phái đẹp. 14. Tóc nam Hàn Quốc 64. Kiểu tóc nam Hàn Quốc 64 là một trong những kiểu tóc khá phổ biến, được yêu thích nhất hiện nay. Với tạo kiểu cắt ngắn hai bên, phần mái dài được chia theo tỷ lệ 64 với các lọn tóc ôm trọn lấy gương mặt, giúp làm nổi bật vẻ điển trai nam tính cho bất kỳ chàng trai nào sở hữu. Kiểu tóc này khá dễ dàng chăm sóc và tạo kiểu với các loại gel vuốt, bạn sẽ thực sự ấn tượng và thêm tự tin khi xuất hiện ở môi trường công sở, đi học hay là đi chơi. 15. Tóc nam Hàn Quốc undercut. Và cuối cùng, một kiểu tóc cũng rất được ưa chuộng hiện nay và xứng đáng lọt top danh sách những kiểu tóc nam Hàn Quốc năm 2020 ngắn đẹp được yêu thích nhất hiện nay mà Blog New muốn chia sẻ tới các bạn nam là tóc nam Hàn Quốc undercut. Tóc nam Hàn Quốc undercut là một trong những cái tên quen thuộc được tạo kiểu dựa trên phong cách của các nước phương Tây. Đây là một trong những gợi ý lý tưởng cho mọi đối tượng nam giới. Kiểu tóc nam Hàn Quốc này có tạo kiểu cắt ngắn bên trên và phần mái dài được uốn hay là vuốt dựng ngược để tạo nét cân đối hài hòa cho gương mặt. Có rất nhiều kiểu biến thể từ undercut như slick slide, slick back, pompadour, quýp, mỗi kiểu thì mang lại vẻ đẹp khác nhau. Kiểu tóc undercut mang đến cho bạn vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ. Bạn có thể chăm sóc tạo kiểu phù hợp với gương mặt. Thêm chút màu nhuộm thời trang sẽ càng tôn lên nét nam tính điển trai, tạo sức hút đặc biệt tới phái đẹp. Trên đây là tổng hợp 15 kiểu tóc nam Hàn Quốc năm 2020 ngắn đẹp được yêu thích nhất hiện nay. Hy vọng là qua video này của Blog New thì bạn sẽ lựa chọn cho mình được kiểu tóc nam Hàn Quốc phù hợp với gương mặt và sở thích của mình. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video về làm đẹp hữu ích khác nha.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.